sở Phúc Đồng và bạn Phạm Thị Minh Hương, học sinh lớp 73 trường trung học cơ sở Phúc Đồng. Xin phép ban giám khảo cho phần thi chúng em xin phép được bắt đầu. Phần họ vĩ đại người Nga, bác sĩ Brodsky đã từng nói, sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới. Thật vậy, đọc sách giúp chúng ta khám phá thêm những điều bí ẩn của cuộc sống, đến với những chân trời mới lạ và con đường trí thức. Và hôm nay, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban tổ chức đã tạo cơ hội cho chúng em đến với cuộc thi này, giúp chúng em giao lưu học hỏi, tích thêm nhiều kinh nghiệm, lợi kiến thức từ các đơn vị bạn. Bằng sự nhiệt huyết của người yêu sách và ham thích đọc sách, hôm nay đơn vị chúng em xin gửi đến quý độc giả gần xa một quyển sách mà chúng em rất tâm đắc. Chúng em xin rằng quyển sách sẽ mang đến bao điều thú vị và bổ ích cho kho tàng trí thức của mọi cộng đồng Việt Nam. Mỗi chúng ta sẽ bắt gặp nỗi đau thương cảm của những người lính xa quê hương, giao lưu để bảo vệ an ninh tổ quốc. Nếu ta mở lòng cảm thông với họ, nhưng mang theo suốt cuộc đời người chiến sĩ không phải là nỗi đau thương với lũ giao lưu ấy, mà chính là niềm trung tâm dành trọn tính yêu Việt Nam thương yêu này. Cái bạn thân mến, tôi kể em nghe chuyện Trường Sa chính là quyển sách dù chứa đựng bao điều thú vị chờ các bạn khám phá mà trong việc cuối cùng giới thiệu đến với các bạn. Lãnh đạo huyện Xuân Thị, tôi đã có những năm tháng sống và làm việc trực tiếp tại Trường Sa để đưa chúng ta đi tham quan Trường Sa bằng một tour du lịch đơn giản thông qua quyển sách này. Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa, tập sách dày 92 trang, bộ 14,5cm nhân 20,5cm do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Quyển sách như một chuyến du lịch đặc biệt mà tác giả Nguyễn Xuân Thị chính là người hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết thông qua 6 dặm hành trình, 6 phần khác nhau quyển sách. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng thực hiện Trường Sa các bạn nhé! Trên chặng hành trình này, trước hết chúng ta sẽ được làm quen với hành trình ra đảo. Đấy là phần 1 của quyển sách. Các bạn sẽ được tìm hiểu về bến cảng, những con tàu điện cùng với biển heo và nhổ heo. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ biết được hiện tại của các chú thủy thủ như nhìn mây, ngắm sóng, quan sát ánh nắng mặt trời, ngắm nhìn những vì sao ban đêm để dự đoán thời tiết và phán đoán phương hướng cho con tàu di chuyển. Chúng ta sẽ được cảm nhận qua lời bút của tác giả Nguyễn Xuân Thị về những lần ngủ trên tàu, ăn trên tàu của các chú bộ đội Trường Sa. Sống sẽ như thế nào các bạn nhỉ? Và làm những pháp gì để hạn chế việc sinh tồn khi đi tàu điện? Giờ các bạn sẽ được hướng dẫn nghi ngang từng bí quyết và mẹo nhỏ của người đi biển. Phần đặc biệt là ở phần đầu của quyển sách thì chính là hình ảnh những chú cá đang bay lượn vòng vèo trên từng con đường, từng trang sách. Nào là cá heo, cá chuột, rồi cá biết bay hay loài chim dở sông, cánh hải âu biển vô cùng đáng yêu. Các bạn thân mến, tác giả không chỉ giới thiệu về cá đâu, tác giả còn kể cho chúng ta hiểu rõ hơn về bí quyết câu cá và con thuyền trên tàu. Và không chỉ khai sống, các bạn còn được tìm hiểu về một cảm giác khác, đó chính là say đắm. Khi đang đến Trường Sa, mỗi con người chúng ta đều nghĩ đến hình ảnh cây vàng vuông vì vốn được khá nhiều người nhắc đến. Ở Trường Sa có thể chia ra làm hai mùa, mùa biển động và mùa biển lặng. Mùa đến với phần 2 của quyển sách, các bạn sẽ được hòa mình vào sự êm dịu và thư thái của mùa biển lặng, mùa mà con người và thiên nhiên dành cho nhau được sự ưu ái. Sóng mùa biển lặng này đẹp lắm, từng cơn sóng hôm nay tuôn cậu xô bờ cái trắng muốt, từng ngọn sóng như những ngọn hút tung những cái khẽ đầy mẫu hương trên biển suốt tháng ngày.
kỳ lạ với những cái tên, cái phố tá, cây bảo tá, phố là những loài cây dũng mạnh trong trời trước khổ châu cây này và sự hồi sinh của chúng là vô tận bất diệt, dường như lòng kiên trung và lòng yêu nước của người dân địa đạo. Các bạn thân mến, nếu như ở đất liền chúng ta vật liệu chủ yếu là đất thì ở đảo vật liệu chủ yếu là nên mỗi hòn đảo chính là san hô. Cả hòn đảo kỳ tự được kiến tạo bởi khối san hô khổng lồ gọi là san hô chết. Trong lòng có trường sa, những du thuyền, những bạn đồ câu, những cánh chim bồ câu đã trở thành những người bạn không thể thiếu của đảo trường sa lớn. Họ nhà chiếc một loài gặp nhau đã gây không ít phiền toái cho các chú bộ đội trường sa, nhưng chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Có lẽ các bạn đều tò mò không biết các chú bộ đội trường sa ăn uống như thế nào và bữa ăn trưa trên đảo có gì khác so với đất liền phải không? Vâng, những thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp cặn kẽ trong quyển sách. Bữa ăn của các chú bộ đội trường sa là đồ ăn được chế biến ở đất liền rồi đem ra đảo. Việc đánh bắt cá trên đảo chỉ là phụ được các chú bộ đội làm ngoài tàu quân sự. Các bạn có biết không, nước ngọt ở Trường Sa được xem là thứ quý nhất vàng và được trồng vào hai mùa chính, đem từ đất liền ra đảo để từ những cơn mưa. Vì thế, việc sử dụng nước ngọt được các chú lính tốt rất chi li để tránh hao phí và thiếu nước dùng. Nhiều bể chứa nước ngọt ở Trường Sa còn treo khẩu hiệu nước là máu hay hãy tiết kiệm nguồn nước. Rồi tàu cá cũng chẳng bất công dưới đường biển đảo nơi tuyến đầu tổ quốc này. Riêng thần thứ quà tặng cho thiên nhiên chứa nước ngọt trong vắt dùng cho các sinh mạng thông thường của các chú chiến sĩ. Trường Sa lâu sông Tử Tây nha lý là những đảo nổi gợi cảm nhất của thiên nhiên. Cuộc sống trên các đảo nổi có phần dễ hiểu hơn các đảo thiên, bởi do có nhiều sinh động nên các chiến sĩ và người dân nơi đây có thể đồng sao chặn được các không vật và tổ chức nhiều hoạt động khác. Và ngược lại với đảo nổi là đảo thiên nhưng thuyền gà, thuyền nữ, đá tay, tác giả sẽ cho chúng ta biết các chú bộ đội Trường Sa đóng quân ở đảo bằng cách nào để bảo vệ chủ quyền của tổ quốc. Một điều thú vị nữa, đó là Nha Trang, một đơn vị nữa nhỏ hơn cả đảo chim, được tác giả ví như một chiếc chòi canh cá mà các bạn vẫn thấy đôi đây trên các ao hồ ở đất liền. Các bạn ơi, cuộc sống ở Nha Trang vô cùng khó khăn, nhưng vì nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, vì lòng yêu nước, các chú chiến sĩ của ngày đêm canh gác sẵn sàng chiến đấu vì lòng yêu nước. Khi mùa đông gió đi qua, mùa biển lặng là khoảng thời gian đáng nhớ đối với những người ở Trường Sa. Mỗi đảo được mặc một chiếc áo mới màu xanh mỡ màng, biển mỗi lúc trở nên dịu dàng và tôn hiệu đến lạ kỳ, lắng động lòng người để cuộc hành trình tiếp theo của chúng ta sẽ là những cảm giác mạnh với mùa biển đậu ở Trường Sa. Trước những khó khăn của thiên nhiên mạnh mẽ và khắc nghiệt, con người ở Trường Sa đã ứng xử và chế ngự nó ra sao để tồn tại. Các bạn sẽ câu trả lời của các bạn sẽ được giải mã ở phần 2 của quyển sách Mùa biển động gắn liền với những con sóng tàn đầu khi bạo động dữ dội. Vậy số tàn đầu là gì và nó sinh ra từ đâu? Các bạn sẽ được biết khi đọc quyển sách này. Gió muối luôn đi vào lâu bão, gây thiệt hại và là mối lo lắng của con người, trở thành một nỗi buồn biển động trước sự tấn công dữ dội của thiên nhiên Trường Sa. Nhưng các chiến sĩ nơi đây vẫn không ngừng tỉ mẩn chăm sóc bảo vệ Trường Sa của mình sau những đợt gió muối tan gió bão lũ. Dù cực khổ chăm bề nhưng họ vẫn yêu quý mỹ nghệ và làm ra những vật trang trí đáng yêu từ hoa áo để biến thành quà tặng cho bạn bè và người thân ở đất liền. Chắc hẳn chúng ta ai đến thắc mắc tập kết ở Trường Sa
biển cả. Có ai cũng tự chạy lòng khi chủ ngoại cảnh thang khô chiếc tiền như dịu nhạc trong lòng người đưa về những điều của thương thương nhất. Và không thấy nữa, một thiết kế tinh tế khá sẵn nhạc nhiên và vật là những đám mây nổi sắc, một giờ có đủ nắng, mưa, đông, bão. Và khán giả sẽ cho chúng ta thấy không phải lúc nào mưa và nắng ở đó đẹp nhau, nhưng ở trường xa chúng có thể song hành cùng nhau như hai chị em đấu khí. Biên giới vời tròn của biển sách thắm hiện đáy biển Trường Sa. Các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu và khám phá những sinh vật dưới đại dương mênh mông của Trường Sa, đặc biệt là những loài cá đẹp rực rỡ và lạ mắt mà ở đất liền chúng ta không thể nào thấy được. Cùng theo chân các chú bộ đội hải quân đi biển, các bạn sẽ bắt gặp từng đàn cá khoảng 200 con đang bay lững lờ tạo thành một thảm hoa di động. Với những tín hiệu vô cùng đáng yêu, chú bò thoát biển với cô gái cá phong bạo hay cả cá lóc lao xa. Đã để đưa đội xã vào một vùng sinh thái dưới nước một cách đầy hấp dẫn. Để giữ mãi được vùng biển kỳ thú Trường Sa, có công sức rất lớn của các chú bộ đội Trường Sa. Chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn về công việc của những người lính ấy qua phần cuối của quyển sách Những Người Dẫn Đạo. Vâng, những mỏ hải đăng được mệnh danh là mắt thần của biển sáng ngời như trung khơi. Những công dân nhỏ tuổi như những viên ngọc tỏa sáng và là những hy vọng của cả nước. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những con tàu cảnh sát biển cũng như cổ mốc chủ quyền của quần đảo Trường Sa luôn được ghi rõ tiến độ, vĩ độ, nhấn ngọn đảo đứng. Và bên cạnh cổ mốc chủ quyền bao giờ cũng là cột cờ của tổ quốc đang tung bay tiến hành trên các đảo. Và mỗi cột mốc chủ quyền đã trở thành biểu tượng thiên nhiên sáng lập chủ quyền Việt Nam với mỗi hòn đảo trên quần đảo Trường Sa. Về ý nghĩa cao quý như thế thì mỗi khi nhắc đến Trường Sa, hình ảnh cột mốc chủ quyền lại cũng không thể không nhắc tới. Những người con của biển, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Trong đó có người chiến sĩ hải quân Phan Vinh. Cái tên Phan Vinh sau này đã trở thành tên chính thức của một hòn đảo. Và câu chuyện sau cái tên ấy là một minh chứng cho sự kiên cường và bất khuất của người lính biển đảo. Các bạn thân mến, hãy nghe đâu đây vang lên tiếng hát gợi nhắm Trường Sa. Thank you.